Baby bus. Sách tô màu của bé gấu trúc.
vào chú kiến nào. Xanh dương. Cho chiếc bánh thơm ngon. Xanh dương. Ôi, bản vẽ đẹp thật. Lần này, hãy tô màu cho quả dưa hấu nào. Chú chuột nào. Tím. Xanh dương. Kéo bút màu ra và vẽ. Tím. Đỏ. Chú chuột bản tô màu thật đáng yêu. Sau đó, tô màu hai quả bí ngô. Kéo bút màu ra và vẽ. Xanh dương. Ra và vẽ. Kẹp xanh lá cây.
kéo bút màu ra và vẽ. Kéo bút màu ra và vẽ. Bàn. Ô, bạn đã hoàn thành tất cả các bức tranh rồi. Bạn có biết chú chuột đang trốn ở đâu không? Của bé gấu trúc.